Hán Đức Thầy viết có câu là tỏ lời nhắn nhủ khắp đau đau, dạng giặc từ nay luống thảm sầu, áo não thương đời đa đói khổ, u buồn trăm họ dễ dài câu. Hay là trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Ý có nghĩa là Đức Thầy nói là cái cảnh đời này, cái đời hạ nguyên này chúng sanh sẽ khổ, nếu mà không biết tu thì rất là khổ não. Bởi vì cái đời hạ nguyên này á, cái con người á, sống cái bấp bênh lắm. Mà Đức Thầy viết cái bài mà quỷ nhất đó, mà trong cái bài mà Đức Thầy đi dạo Lục Châu đó, phi người đời tu niệm thì đi chỗ nào Thầy cũng có giả là điên khùng đó, rồi giả gái, rồi giả giả già đi bán khoai đó. Nói chung là Thầy giả đủ thứ hết. Nhưng mà có cái đoạn văn mà Đức Thầy đến cái chỗ mà Bà Rịa đó, Đức Thầy nói là khỏi đây Bà Rịa tách giờ, đến đó vị thờ chờ mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Đến đây Thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng xáo xào, nói cảnh bên Tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gạt bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Dinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa làng tiên bang. Hát kêu bớt kẻ giàu sang, ráng lo lập phước làm gian mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu giấc dùm cho. Ý nghĩa là Đức Thầy nói cái đời hạ nguyên này chúng sanh sẽ khổ, nhưng mà không biết tu hành ha, thì sẽ khổ nữa. Nếu mà biết tu hành thì sau này cái việc mà có khổ đi đến đó là chúng ta sẽ được ơn trên cứu độ và được Đức Thầy cứu độ cho chúng ta. Nhắn cùng bổn đạo khắp đau đau, dạng giặc từ nay luống thảm sầu, áo não thương đờ đa đói khổ, u buồn trăm họ dễ dài câu. Ý nghĩa Đức Thầy đấy, khi mà ra đi đó là Đức Thầy có dạy với chúng ta là khi Thầy ra đi đó, ở nhà đó, các tín đồ phải nghe lời Thầy dạy và phải ráng tu tâm dưỡng tánh lành, và phải là ăn hiền ở lành, và ráng ăn chay niệm Phật, và trong khi có dư của thì mình nên bố thí cho người. Đó, mà Đức Thầy đã viết là ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chứ hề lãng sao, trì lòng chứ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Ý có nghĩa là Đức Thầy nói là từ đây sắp tới là chúng sanh nhân với vật là con người sẽ mòn hao lần lần, không còn như thời xưa mà đông đúc nữa. Quý vị thấy năm chặn dịch mà con chuột không? Nó lùa biết bao nhiêu là cả thế giới, biết bao nhiêu là người chết. Nhưng mà Đức Thầy diễn tả là cái cõi đời hạ nguyên này là sắp lao khổ à. Nếu chúng sanh là biết tu hành thì không còn lao khổ. Vậy thì chúng ta hôm nay hiểu được giáo lý của Thầy, chúng ta ráng tu hành để mà làm gì? Để đến ngày mà khi mà có trả quả đó, chúng ta cũng sẽ được Đức Phật và ơn trên các ngài được cứu độ. Dạ, như bây giờ Huynh có thể chia sẻ như là cái phần Huynh thấy ở thế gian này như thế nào, Huynh có thể chia sẻ mà con nghe. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy có văn mà Đức Thầy viết đó. Ngày nay điên mở đạo lành khắp trong lê thứ được rành đường tu. Nay đà gần cuối mùa thu, hết ngu tới dạy công phu gần thành. Sát trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiền, dắt diều bá tánh gần miền tiên bang. Ý có nghĩa là Đức Thầy đó là lâm phàm năm 1939, Đức Thầy mở đạo. Mà trong khi đó đó là gần cái nhà của Thầy, gần xứ Thầy, mà chưa có người nào hiểu tu hết. Mà cứ lo mãi mê danh lợi không à. Khi mà Đức Thầy được mở đạo rồi, lúc đó đó thì họ mới trân trọng, mới hiểu được Thầy là một vị Phật, họ mới giác ngộ tu. Chứ khi mà Thầy chưa mở đạo đó là Thầy có một cái chứng bệnh đó, chứng bệnh giống như là bị bệnh mà nói chung là không ai chữa được. Thì Đức Ông mới dẫn đi lên núi Trà Sư đó, là lên tìm ông Thầy đó là ông Đạo Sơm. Ông có trị bệnh rất là tài giỏi. Khi mà tà ma nhập hay là ai mà vô cái thân xác người đó vậy đó, phá quấy rối, thì tất nhiên ông có cây sơm mà để ông sơm. Thì trong khi đó lên để trị bệnh Đức Thầy, thì ông tính lấy dùng cây đó ông sơm, thì Thầy mới chỉ rằng nói tôi không có bệnh gì đâu mà ông sơm tôi. Thì lúc đó là ông Đạo Sơm ông mấy là ông hết hồn đi. Ông mới gian giái ơn trên đó để mà có một cái bức rộng tạc cao để mà ông trị bệnh cho Thầy. Khi mà ông gian giái thì bốn vị chư thần đó ngồi bốn góc. Thì lúc đó ông mới giật mình, ông mới nói Đức Ông á, thôi bây giờ ông đem ông cả ơ
ông đem á, con của ông về đi, chừng nào mà con ông làm thầy thế gian thì hết bệnh. Mà thiệt chị quý vị, khi mà thầy trở về thầy mở đạo thì lúc đó là thầy không còn bệnh nữa. Thì lúc đó cái đoạn văn mới vừa viết đó là điên mở đạo lành khách trong lê thứ được rành đường tu đó, thì tất nhiên là hôm nay thầy mở đạo rất là khó khăn. Vậy thì vào cái cảnh đời này, khi mà Đức Thầy Lâm Phàm thầy đã tiên tri cho chúng ta biết rồi, cảnh đời này là khổ đau, mà Đức Thầy viết câu là hạ ngôn nay đã hết đời phong, ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não. Vậy thì từ đây cơ chờ thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Thì ý có nghĩa Đức Thầy tiên tri là cái đời hạ ngôn này hết, và con người sống khổ đau, không còn sự an vui hạnh phúc như thời xưa, cái đời là trung ngôn hay là cái đời thượng ngôn được. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu được đoạn văn Đức Thầy viết, thì chúng ta phải ráng tu hành để làm gì? Đến ngày mà lập hội đó, chúng ta sẽ được Đức Thầy ban thưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, theo những cái mẫu chuyện bên thầy đó, nhưng mà có câu chuyện rất là ăn ý mà Đức Thầy đã viết đó. Mẫu chuyện mà lời dặn dò của Đức Thầy đó, ông Út là chú ruột của Đức Thầy tên Quỳnh Văn Quắc, có kể mẫu chuyện lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình, Đức Thầy dắt ông Út ra cây vào sau hè Tổ Đình. Ngài nói: sau này tôi vắng tín đồ tôi một thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới về. Đức Thầy nói tiếp: lúc ấy ông hãy dùng lưu máy vú để đựng nước, tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước gánh không kịp, múc không xiết, tôi múc nước rưới chúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy trời đã tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết. Thú thì con xé con loi, con dành con giật, ăn thôi muôn trùng. Ông Út hỏi: như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy? Đức Thầy đáp: người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đức Thầy nói tiếp: nửa nước ngập tới hai cây dầu này, như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy văn thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời nút lửa tẩy trần, đất trái lụn xuống ba tắc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tặng thế hạ ngôn, Phật trời sẽ dùng phép màu lập lại thượng ngôn. Kính thưa toàn thể quý vị, câu chuyện mà Đức Thầy kể vừa qua đó là Đức Thầy dặn sau này chúng sanh sẽ bị khổ não, và sau này sẽ có một trận là lửa cháy, nắng lửa mưa dầu. Mà hôm nay chúng ta không biết tu niệm thì rất là ổn. Mà Đức Thầy viết là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Hay là đoạn văn khác thầy viết là: ôi thảm khổ bốn bề sống dậy, dòm lừng chờ lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật niềm duyên, thằng thăng biến quá dưới miền trung ương. Vậy thì sau này chúng ta nếu hiểu được giáo lý của thầy, chúng ta ráng tu đi, sau này những cái chuyện mà đưa đến đó, chúng ta sẽ được Phật cứu độ và được thầy cứu độ. Mà Đức Thầy nói là Đức Thầy viết câu đó là: Phật trời là phiên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Mà ông sĩ giải ông khai viết là: Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn. Vậy thì cái sấm giảng vừa qua và câu chuyện vừa qua là Đức Thầy muốn nhắc cho chúng sanh vào thực kỳ mạt pháp này, cái đời hạ ngôn này không còn nữa. Nếu mà chúng ta mà để trôi qua rồi đó ha, là rất là ổn. Mà Đức Thầy viết: ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Bây giờ quý vị ha, cứ mãi mà danh lợi đi, đâu có chịu tu đâu, phải không? Tới chừng hôm mà việc mà đến rồi đó ha, đâu có cứu được, kêu Phật trời cứu đâu cứu mà được đó. Thì bây giờ á, bây giờ tới chừng đó ha, quý vị mà đem tiền mà nói ông A ông B ông bán cho tôi chữ đạo đi, đâu có bán được quý vị. Như quý vị thấy cái trận mà động đất ở Sóng Thần của nước Nhật đó, khi chân thì đó kèn thổi còi thôi thì người dân chạy không kịp thì phải chết. Còn có người á cũng mê đem vàng đem ngọc ngà theo làm gì, chạy đâu có thoát được cái lũ đâu, phải không? Thì hôm nay Đức Thầy muốn ý nhắc cho chúng sanh là cái đời này rất là khổ não, chúng ta tham lợi rồi tới chừng mà hôi diệt đến rồi chúng ta cũng bỏ mà thôi. Mà Đức Thầy viết cái câu là: vinh hoa dường thể cúc mai, cuối mùa tàn rụi lâu dài đặng đâu, Thích Ca đạo vị quyền sâu, gặp tim xem được một bồng linh quang. Thái tử Siddhartha thời xưa ngài cũng là một là con kỹ của vị vua,
là có ngọc ngà châu báu đầy đủ, thế mà ngài phải ra đi để xuất gia tầm đạo, để làm gì? Thành một ông Phật để hóa độ chúng sanh, để đưa mà chúng sanh về cõi niết bàn tịch tịnh, không còn ở cõi ta bà nữa khổ đau. Vậy thì hôm nay chúng ta có đủ phước duyên đầy đủ mới được đức thầy Lâm Phàm mở đạo, mà chúng ta có duyên nữa mới tu được theo giáo lý của thầy. Mà đức thầy viết là duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Vậy thì hôm nay chúng ta có duyên thầy, ráng tu quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Thời kỳ này cũng là thời kỳ cục cuối, huynh chia sẻ cho bà con nghe tu pháp môn là dễ tu và dễ thoát. Kính thưa toàn thể vị, trong những đoạn văn đức thầy viết đó là được thảnh thơi nhờ chữ Nam mô khuyên bổn đạo ráng mà trì trí, hay là môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Ý có nghĩa đức thầy nói Phật xưa đây là nói về Đức Phật A Di Đà và hai Đức Thích Ca Từ Phụ. Mà trong khi Thái tử Sĩ Ta ngài xuất gia tầm đạo đó, ngài thành Phật thì ngài đã thiết là Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đề, và trong khi đó là có môn tịnh độ nữa. Mà đức thầy viết câu là lòng Thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá không kha bờ bụi. Ngài thổi ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao khen lao khổ siết chi, sau ngài đến rạch Ni Liên Thiền, thấy cỏ hoa cảnh bất tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, gần đắc đạo ma dương theo khấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng dắt diệt tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật vào tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ trước cuộc luân hồi. Kính thưa toàn thể quý vị, có nghĩa là trong sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của thầy là thầy đều nhắc là pháp môn tịnh độ là đứng đầu. Vậy thì vào thời kỳ mạt pháp này, chúng ta ráng hành pháp môn tịnh độ để làm gì? Để chúng ta giải thoát và mau hơn. Đó là cái pháp môn là tha lực. Có chuyện gì chúng ta cũng nhờ Phật tha lực, và cộng khi đó là tự lực chúng ta tự tu hành, tự làm lành lánh dữ, và tự biết thương người mến vật, và cộng khi đó là nhờ tha lực của Phật là chúng ta đi rất là mau. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tu tắc. Giống như quý vị thấy một cái con sâu đó, mà khi đó nó muốn ra khỏi cây mía thì nó phải làm sao? Thì nó phải là đục ngang cái hông để mà đi ra mau hơn. Còn nếu mà nó không biết, nó đục từ ở dưới thân cây lên chỗ ngọn cây thì biết bao giờ ra khỏi cây mía. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy. Pháp môn tịnh độ của Đức Thầy dạy đó là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đạt lên. Thì tất nhiên đó là Đức Thầy muốn cho tất cả chúng sanh, trai gái, già trẻ gì đều noi theo pháp môn tịnh độ để mà chúng ta tu hành mà rất là mau lẹ và giải thoát nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, bữa nay cũng như là Đức Thầy còn nói như thế này là bữa nay cũng như là trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả à mì xiết bao. Bây giờ nó đến lúc trả quả chưa, mà sau chiến tranh với bệnh này kia đủ thứ cho huynh, như là nó sùm hết trơn, đủ chuyện trơn. Lên mạng coi là đầy cái bằng nhóc hết trơn. Huynh có thể chia sẻ Đức Thầy nói vậy là nó có ăn vô cái chỗ này không? Kính thưa toàn thể vị, theo mà chiến tranh đó thì nó cũng có rồi, nhưng mà cái bài sứ mạng Đức Thầy viết đó, ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai và chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Vậy thì con người mình ở chúng sanh này đó là do vì cái danh lợi đó mà có thể chém giết lẫn nhau đó, mà Đức Thầy đã viết trước rồi, sau này là khổ dữ lắm. Nếu chúng ta mà biết tu hành ha thì không bao giờ khổ, bởi vì cái chiến tranh sau này đó là nó còn hơn cái chiến tranh trước nữa. Tại vì bây giờ quý vị thấy các nước không, nói chiến tranh là bình thường thôi, nó đánh đất này đất nọ bình thường thôi, nhưng mà cũng có Liên Hiệp Quốc can thiệp. Nhưng mà sau này đến cái việc rồi ha, tam thế chiến rồi thì không còn mà cái sự mà ai tranh giành được nữa, cũng như là tự thắng thôi. Mà Đức Thầy viết cái bài đó là phiên binh bốn phía tứ duy kể sao cho xiết chuyện đi, sau này lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Thì tất nhiên Đức Thầy nói là sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết, vậy thì dân ơi, có
Có nghĩa Đức Thầy nói sau đây nhiều chuyện lắm, Thầy kể không hết đâu. Mà hôm nay chúng sanh mà biết tu hành, nghe được giáo lý của Thầy thì chúng ta hiểu được, thì chúng ta ráng làm hiền lành lánh dữ, thì sau này có chuyện đến thì chúng ta sẽ được ân trên cứu độ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ thưa sư huynh, giống như là Đức Thầy nói bắt đầu cha nọ là con, thân này thương chúng hao mòn từ đây, là bây giờ là ở bên Ukraine nó cũng đã, chiến tranh nó đánh rồi, bây giờ cũng chạy lạc tùm lum hết trơn, là có ứng nghiệm vô câu Đức Thầy. Kính thưa toàn thể vị, Đức Thầy có viết câu là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Đó. Thì tất nhiên là Đức Thầy nói sau này đó, các nước là nó sẽ khổ não, chiến tranh, lưu bù, có thể là cha là con, vợ xa chồng, đó. Rồi nhiều cái chuyện đưa đến thì mạnh ai nấy dư cư để đi. Đó. Thì tất nhiên Thầy nói khổ với thảm, ngày nay có mấy sợ mai sao giờ thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Bây giờ quý vị thấy các ngoại quốc không, nó cứ đánh nhau hoài không bao giờ ngừng nghỉ. Đó. Thì hôm nay chúng ta hiểu được thì giáo lý của Thầy, Đức Thầy dạy thì y gan như vậy đó. Hay là từ đây sắp đến thảm tê, con lìa cha mẹ, vợ kia xa chồng, tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Thì tất nhiên Đức Thầy diễn tả hai đoạn văn đó, thì diễn tả các nước ngoài. Tôi nói đôi phút mà Đức Thầy nói đời này sẽ rất sẽ lâu, đúng là chuyện sáng của lợn lê, là năm rồng rắn ngựa dê, chúng thành thế giới thì thay phó, nói sẵn có nói lời của Đức Thầy đó, đâu phải là lời của nghe. Dạ, rồi thưa sư huynh, cũng như là huynh có thể chia sẻ như là mình đọc một đoạn giảng cho bà con nghe, như mình kể thêm vấn đề nhân quả vài điều cho bà con nghe thêm luôn. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy viết đoạn văn là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng loạn một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bình chí có ngày thông thả. Thì tất nhiên thở xưa trong chuyện cổ Phật giáo có câu chuyện gọi là người ta không tai mắt miệng mũi lưỡi. Thì có hai người anh này đó là Đàn Nhã Thế Chắc và Thi La Thế Chắc. Có hai anh em người anh đó thì làm cái về cái việc là quan bình sự, giống như là được cái sự tốt lành cho nên là ông nhà vua cử làm quan. Đó. Rồi ai có thưa kiện hay là vay tiền hay là cái gì đó thì đến cho ông để mà ông chứng kiến mà thôi. Thì một hôm nọ cái người em đó có cho một cái anh lái buôn á là vay một số tiền. Mà khi đó người em có một đứa con nữa. Khi mà đến cái người anh đó nói dạ thưa anh, hôm nay tôi có cái anh này đến để vay tiền để anh đi buôn. Đó. Rồi mai mà ở một tôi chết rồi đó thì cái số hưởng này đó để lại cho con tôi hưởng. Thì nhờ anh làm chứng giùm. Thì thế thì cái ông người anh này nè, ông mới chịu đi, ông nói ừ thôi bây giờ thì miễn cho họ vay họ làm về có của là được. Thì thôi bây giờ đó thì em cứ cho vay đi anh chứng kiến. Thì người anh chứng kiến xong thì một hôm nọ đó thì cái anh lấy buôn anh về mà mai ra anh bị đánh thiền đi, tài sản mất hết trơn. Thôi anh nói thôi bây giờ anh cho tôi vay một lần nữa. Thì tôi sau này có được đi buôn lời nhiều đó, tôi trả vốn lẫn lời và trả cả hai luôn. Thì người em mới nói ừ thôi cho vay thì cho vay. Thì cũng có người anh chứng kiến nữa. Thì sau cái trận này đó thì anh lấy buôn, anh đi buôn vì ngọc ngà cho báo vàng nhiều dữ lắm. Nhưng mà đối với cái số vốn mà của cái người cho vay đó là ông trả không nổi. Đó, ông mới lợi, đó, ông mới nói gì đó. Thì một hôm nọ cái người con đó, thì người cha qua đời người con mới gặp lại anh lấy buôn, nó hỏi này anh đi ra thế chất anh tắt bạc thôi giờ số tiền lúc trước đó anh vay của cha tôi bây giờ anh trả đi chứ, nếu tôi có vay hồi nào anh làm ai rồi đấy. Rồi cái người con nói không phải, lúc đó vay có chú có bác tôi ông làm chứng kiến mà đó, rồi ông nói để vay đi chuyến sau gì ông trả là cũng không có muộn, rồi sao hôm nay anh nói kỳ vậy. Cái anh tắc bạc nó có quan bình sự làm chứng kiến mà vậy thôi có dẫn đến đại quan. Thì khi dẫn đại quan nói dạ thưa bác, cái anh Nam Phu này nè lúc trước có vay cho cha con một số tiền để đi buôn đó, mà hôm nay ông lại có giàu quá thôi xin ông trả mà ông nói không trả, ông nói không có ai làm chứng mà lúc đó có con nữa, thôi bây giờ xin bác làm chứng giùm. Rồi cái ông quan bình sự nói không có, nói sao kỳ vậy,
lúc trước có mà bác nãy không có. Rồi sao lại cái thôi bây giờ con đi về đi, không có đâu. Cái qua ngày sau nữa gặp, cái hỏi bây giờ anh trả đi. Thì cuối cùng đó dắt tối lợ đó, thì cái ông quan bình, cái ông tác bạc này nè, ông mới đến ông nói với người vợ, nói dạ thưa bà, tôi gì có một chai có ông em một số tiền nhưng mà tôi trả không nổi đó, tôi nhờ bà đó nói giúp giùm ông giùm tôi, nói bác đơn đi để mà tôi lấy số tiền đó không còn nữa. Thôi tôi tặng cho bà viên ngọc này, viên ngọc này là quý lắm, bà có một cậu con trai à, mai sau chết rồi tài sản này để lại cho ai đó. Thôi về tôi nhờ bà giúp. Thì cái bà vợ bà tham, bà mới lấy viên ngọc đó, bà nói giùm. Thì sáng lợ nói với ông, nói ông ơi bây giờ mình có đứa con một à, ông không giúp tôi chuyện này thì thôi tôi chết cho rồi, và con chết luôn. Hỏi sao vậy? Nói bây giờ cái ông tác bạc đó, ông vay số tiền lớn quá, mà có ông chứng kiến nữa, thôi bây giờ ông bác đơn đi. Cái ông chồng nói đâu được, tôi là quan bình sự, tôi là người trung trực, cho nên quan mới cử tôi làm quan để xử kiện, mà hôm nay mà vì nghe lời bà mà tôi làm như vậy là không được, trái với cái lương tâm lắm. Thì bà vợ nói không chịu, thì cuối cùng ổng cũng phải chịu. Ổng nói thôi bà đi ngủ đi, tôi biết rồi. Thì sáng mai á, người con lợi với cái anh tác bạc lay buông đó lợi đó, thì nói là không có, cháu quên rồi, thôi thì cháu về đi. Cái người con trả lời nói dạ thưa bác, lúc đó dai là có bác nữa, bác chứng kiến, mà hôm nay bác lại không có. Thôi như vậy hư thực đời sau sẽ biết đó, bác là một vị quan là trung trực, chưa mới cử, mà hôm nay mà bác lại làm như vậy thì rõ ràng quý vị đời sau đó ha, là cái quan bình sự đó đó, là ngài đó trở thành con của một cái nhà giàu có, nhưng mà sanh ra như là cục thịt năm căn, không có mắt, không có tai, không có miệng, không có lưỡi, nhưng mà được hưởng giàu sang là nhờ cái tiền kiếp ông đã làm quan trung trực, ông mới hưởng được cái giàu. Nhưng mà một câu nói dối hồi xưa thôi, mà hôm nay ông lại mang cái nghiệp nặng như thế. Vậy thì hôm nay chúng ta trên cộng đồng mạng hiểu được những cái giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy, vậy thì chúng ta phải ráng tu hành và đừng làm những cái chuyện gì mà trái với cái bản tâm của mình. Đó, cái lực nhân quả nó không bao giờ sai lệch đâu. Đó, bây giờ quý vị ráng đi, hễ mà ai làm cái gì thì người đó hưởng. Mà Đức Thầy nói là khuyên trăm ly thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu được làm những cái chuyện gì mà phải với cái lương tâm của mình ha, thì rất là nhẹ nhàng, và cái lực nhân quả nó không còn đưa đến với mình nữa. Vậy thì hôm nay tôi chia sẻ cái lực nhân quả là nho nhỏ thôi, để cho quý vị hiểu được gán làm những cái chuyện gì mà nó không có nhân quả đến với mình thì rất là an lành. Còn mình làm những cái gì gian ác mà nhân quả đưa đến với mình đó ha, là không bao giờ mình chạy khỏi đâu. Cho dù quý vị sống ở thế trần này đó, xưng bá xưng hùng, hay là làm những cái chuyện tài giỏi, hay là những cái gì đó, mình nói rằng không có lực nhân quả, thật sự phải có. Nhưng mà không có, quý vị cũng không có chạy được cái khỏi mà cái lực của Diêm Chúa ngài xử án đâu. Mà Đức Thầy viết câu là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, tuy lưới trời thương rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt chứ thưởng hai đường tỏ rõ. Hay là chốn âm ti ngư đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Vậy thì lúc đó đó, ở thế gian chúng ta sống không có tin nhân quả, và không có tin cái sự là tội phước. Nhưng mà khi chết rồi đó ha, là lúc đó mới biết có Diêm Chúa ngài dưới xử án cho mình. Mà Đức Thầy viết câu là trỗi cùng cuồng không có cách di tồn, xác ti mắt hồn thiên chẳng mất. Có nghĩa là sống ở thế trần này đó, tuy chúng ta là mang cái xác trần tục, nhưng mà khi ta chết rồi đó ha, cái vong hồn chúng ta còn. Mà Đức Thầy viết là mê muội ác hung về địa ngục, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Vậy thì chúng ta muốn thấy non tiên để làm gì? Thì chúng ta ráng tu hành làm lành lánh dữ, khi chết là chúng ta sẽ biết vong hồn ta về đâu. Và chúng ta làm ác là chúng ta sẽ biết về đâu liền. Vậy thì hôm nay tôi chia sẻ một chút xíu đôi điều chân lý của Thầy mà Đức Thầy nhắc lại đó, là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng nay, cứ bền chí có ngày không thả. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, bữa nay đọc một đoạn giảng cho bà con nghe, bữa nay giáo viên nghe đoạn. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy viết cái bài Không Buồn Ngủ đó. Đêm nay lại sao ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ủ rũ nỗi niềm xa. Hình như say chén rượu quá khề khà, nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng. Đường danh lợi đua chen mùi ống ổng, đâu có màn tiếng kệ của người tu. Ở thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Nơi cửa thánh ôi người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Có nghĩa là Đức Thầy than là cõi đời này đó, chúng sanh không biết tu hành, cứ mãi theo danh lợi đó, tới chừng chết rồi nắm lấy tay không. Vậy thì hôm nay tôi muốn nhắc đến cái đoạn mà Đức Thầy viết là bài Phòng Vắng Đêm Khuya.